và người này không phải là thằng đó, chính là tiếng. Phải cho tôi cái gì? Ngày mai em gửi em hai hộp không đông trùng hạ thảo nha. Ok, giỏi cái đó. Bảy luôn. Vừa đó, quay vừa. Anh được rồi, nếu mà nó ra cho mấy anh cười nha. Nhà mày nhạc buồn á, nhà mày nhạc buồn. Cái nhạc này nghe nó. Anh đứng làm sao đi, chúng tôi cho anh bất ngờ. Em mở cho anh. Em đọc cho anh nè, anh đọc cho em. Gà luộc nha. Nè gà luộc. Rồi cầm đi con gà. Chắc là gà đẻ trứng. 1 triệu. Đây nè, cho nè. Cái gì vậy bà nội? Rồi. Đứng rồi. Anh ơi, cho chị Dạ bắt cái đi. Chị Dạ buồn kìa, cho chị Dạ đọc đi. Mặt em buồn dữ lắm á. Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng. Mặt buồn nha, bây giờ luôn. Vô chờ 500 nghìn về cho anh Thúy Vinh. Wow. Bây giờ ở đây là anh em mình 1 triệu. Bây giờ ở đây là mất có 2 đội được. Được quay thôi. Hai đồ còn lại muốn quay không ạ? Dạ muốn. Nhưng mà có được không ạ? Thì vậy coi cho vui thôi. Bây giờ mình có một cái deal với nhau. Dạ. Ví dụ như đợi mình quay bất kỳ chỗ nào thì lúc nào lãnh đó. Còn vào bảy đường người xuân thì hả? Mỗi bạn có một cái deal với nhau. Mỗi đội có một cái deal, đội nào? Đội em đúng không? Em với ai? Em với Tú chung một đội. Nếu mà đội mình mà quay mà trúng bảy đường người xuân thì mua nước cho anh em đây uống. Ok. Mời thêm. Mời quay. Mời mấy gân. Anh làm phép cho em đi. Để làm phép cho, thấy không? Mấy gân bây giờ mới tin tôi chứ tôi làm phép cho. Em có con gà lộn. Con gà đúng không? Có con gà thì cho em nha. Thôi, à. Có con gà cho em luôn nè. Ủa? Gà. Có con gà luôn. Hey. Gà trốn. Vậy là em thắng rồi, em không, em vẫn có thêm 500. Rồi, giữ trước. Dè. Cảm ơn mọi người. Đâu còn lại? Chị Dạ. Hỏi làm gì dạ? Em không cần phải quay. Mà em vẫn có thể trúng thưởng được. Quay. Và giá trị tiền thưởng sẽ là cao nhất. Quay. Bởi vì em có tờ này. Bất ngờ chuông tờ già. Ghé luôn tờ già. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Không gạt của anh đâu. Cái này là một thẻ quyền lực mà được ở những tập trước đã sử dụng cái này đúng không? Ê, để em đổi tiền. Bây giờ là thẻ hoán đổi quyền lợi với ai? Với Tiến Luật. Mắc gì là tôi? 1 triệu đồng. Mắc gì là tôi? Tại vì nó là cao nhất. Vì ghét em. Nhưng mà chị quay đi đã, biết đâu chị anh vô được một cái phần khác nữa. Không, mà vì chị ghét anh ấy thôi, không có sao đâu. Không có ghét đâu, tại vì em thấy anh thơm thôi. Rồi đưa gà cho Lực cầm đi. May mắn lắm anh trai à. Thành ra luôn. Khi bạn ở đỉnh cao danh vọng, biết bao nhiêu người nhờ bạn. Em đang cầu vô gì nữa? Gà. Mời mấy gân. Anh làm phép cho em đi. Anh làm phép cho, thấy không? Khi té xuống rồi hết đứa này gắn tóc giả, đứa kia gắn tóc giả. Cho tôi 1 triệu. Nè. Lấy đi. Lấy đi giả, rồi đời em cũng không tho đâu giả.
Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thật sự lắm, tuyệt vời. Như vậy là ai cũng có quà, ai cũng đầy đủ hết rồi. Không có, anh Luật có vui không? Bây giờ mà tôi quay đi, tôi vô phải một người xưng cái tôi mời nước tôi tào lao luôn. Thử không? Thử không? Anh ơi, tôi đã nhận lấy hậu quả rồi. Hậu quả rồi. 2, 3. Bây giờ là hình phạt dành cho đội thua, còn tôi hình phạt tôi đã nhận rồi. Cảm ơn, xin cảm ơn. Bây giờ là hình phạt của buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ là hình phạt dành cho đội thua. Chúng ta có hai chiếc xe đạp. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, khắp chú tiếng gieo vang. Đúng mà em. Em xin lỗi, em thuộc lời. Ủa là sao? Em muốn kéo dài cho một thời gian nữa. Ý là hát để mục đích gì? Hát với mục đích để mình giải tỏa căng thẳng. Ai căng thẳng? Dạ em. Bị căng thẳng gì, vụ gì? Tại bị thua. À rồi, mời em. Khắp cái tiếng gieo vang là tôi muốn muốn đạp luôn rồi. Vô. Người đầu tiên sẽ là ngồi xuống, từng người một. Từng người một mà. Đúng vậy. Phát lên đạp đi em. Rồi, 1, 2, vô. Wow, con gì là quá hậu. Ủa, đi đâu vậy hả? Tôi mới cấp cua. Tôi cua đi, nó chán quá à. Đủ rồi. Dừng lại đi. Tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn luôn. Quá thắng, hậu. Bóp thắng đi. Mặn quá. Ai biểu nuốt gì là mặn. Mời em. Nè, xuân gieo vang nè. Tự nhiên xuân gieo vang. Dạ. Cảm ơn chị. Em vẫn muốn hát thêm một bài nữa. Rồi tiếp theo. Sao bữa này nó ghê anh ơi. Anh Vinh trước đi. Anh trước hả? Không 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 không. Anh không nỡ đạp Vinh. Như vậy là Lan Ngọc với lại Võ Tư Phát sẽ đạp. Sẽ đạp khoan. Đi á. Khoan gì kìa. Có khoan kìa. Gì vậy? Rút thẻ vàng ra. Gì vậy? Em phải chờ xem ai muốn đạp vô mặt em. Đội thắng bên đây và đội thua bên đây. Riêng Trương Thế Vinh là được một trong hai phong bì này và không được mở ra. Chúng ta sẽ giữ đến khi nào tình huống cấp bách cô hãy mở ra. Đó là tiệc chiều cuối. Em không có may mắn. Đây, ai bốc giùm em đi. Em là đây, vợ. Đây, đây, đây. Em là vợ của anh Vinh lên. Ủa? Ủa gì vậy? Bốc giùm. Em là chồng. Chồng đưa đây. Đúng rồi. Thẻ quán đổi người chịu phạt cộng 500.000 đồng là sao? Là Vinh sẽ hoán đổi người phạt và được tặng thêm 500.000 đồng voucher từ ban tổ chức. Đúng rồi. Thì hồi nãy giờ anh thấy ai muốn đạp anh Ngọc à? Em làm gì Ngọc? Từ nãy giờ là bà tạo nghiệp dữ lắm nha bà. Vòng xoáy luân hồi này bà đạp bây giờ khí thế luôn. Em ơi, nãy em có muốn đạp vô mặt anh không? Em ơi, nãy em đạp vô mặt anh không? Đâu có. Em đạp xe đạp để chở anh đi ăn kem nè. Chứ đâu có mà cố tình muốn cái gì lúc đâu. Lúc mà mới nãy anh Giang nói là 500.000, ai có 500.000 mắc em hướng lắm ta. Mời em. Em không biết là chị Thúy Ngân có một cái thẻ nào còn dự bị không? Tại... Có. Đúng không? Tại vì em là thế. Thúy Ngân có một cái thẻ là người nào bị phạt là án phạt ta gấp đôi. Ủa? Vô. 1, 2, 3, đập. Nhớ tập nào mình bị đạp vô mặt.
Rồi thành công. Hoa hậu ơi, thành công rồi hoa hậu. Em còn sống á. Bây giờ là lượt cuối cùng, Lâm Vĩ Dạ. Vô. Thôi rồi, ta đã xa nhau. Ủa, em làm gì em hân hoan vậy Phá? Em đã gánh chịu cái hình phạt thay anh Vinh rồi. Thì bây giờ em sẽ trả, em trút lên đầu chị. Bé Dạ ơi, lên chở anh đi ăn chay nè. Ở đâu nhiều vậy? Ở đâu nhiều vậy? Thưa quý vị thân mến, đội chiến thắng ngày hôm nay sẽ được mỗi bạn một cái thẻ quyền lực tự chọn ngẫu nhiên dùng cho những tập sau. Đúng à. Là em có được thẻ. Hãy đọc lên nào. Thẻ hoán đổi người chịu phạt. Thẻ hoán đổi người chịu phạt mà đưa về hướng này thì không biết ai. Không, hồi nãy em bị rồi là em đâu có bị nữa đâu. Chương trình đâu chứ. Tôi em... đáng lẽ cái option của tôi không phải là em. Nhưng mà tôi thấy cái thời cơ nó hợp lý quá. Thấy thời cơ hợp lý. Em sẽ chọn. Tôi sẽ chọn Trường Giang. Khoan. Bây giờ hỏi bạn chứ là MC đâu có bị dính vào đâu cái đó. MC là bị dính vào, không được nói chuyện. Anh nha, em xin phép. Ở trong nó ghi chữ người. Không. Cứ là người ở trên sân khấu. Nhưng mà phải hỏi rõ ràng. Nếu mà hồi xưa phải nói trước cho tôi biết chứ. Đâu em không biết đâu. Người thấy thế, người ta rất mời, người ta khổ biết có cái thẻ này nữa mà. Nhưng bạn là người biết rõ chứ. MC hồi xưa là chỉ hỗ trợ thôi chứ không có trong cuộc chơi. Em mà biết cái thẻ này em không có nhận đâu. Thôi MC hân thua á, mình làm 7 mùa rồi. Hỏi bà tổ chức đàng hoàng. Hỏi khán giả đi bây giờ. Không. Anh Trường Giang được không ạ? Không. Em có được cái thẻ nhiều khi em đang đấu với anh không Trần. Rồi. Ok. Vậy thì tôi chịu thôi. Đóng cửa phim trường lại. Đề nghị Hà đóng cửa phim trường lại, đứng ngay đó cột dây cho chú. Cột dây. Hôm nay tôi á, mà tôi bị rồi thì tất cả cũng bị. Còn khán giả là mình kéo lên luôn. Tại sao? Tại giọng ba mấy ly trà sữa rồi. Đúng chưa? Anh thích thì chịu. Đúng vậy. Tại vì trà sữa là em mua. Đúng rồi. Tôi chịu phạt. Tôi bây giờ tôi chấp nhận chịu phạt. Tôi lên phạt liền. Phạt mạnh mẽ vô. Đóng cửa phim trường lại. Ê, mà bây giờ phải nói nè. Lúc mà mỗi lần quay sóng tôi thấy sao? Hai ba đội dí nhau chạy. Ủa tôi nói quay sóng rồi, dí nhau chạy. Chi? Người ta phải xét xét người ta chi. Giờ tôi mới hiểu cảm giác. Tức quá. Bây giờ mới hiểu cảm giác. Bây giờ mới hiểu cảm giác. Hồi xưa mỗi lần mình quay xong cái đời mình chơi. Ủa sao tự nhiên dí nhau chạy chi khuya rồi. Nghệ sĩ là vậy đó. Vậy. Nghệ sĩ là vậy đó. Đóng cửa phim trường lại. Lúc nào cũng vậy. Hơn thua với nhau quá. Đúng vậy. Em yêu cầu là đạo diễn không được về. Em xin phép anh Giang là em đứng chặn ở bên này. Chị không có về yên với tôi đâu. À, thiết kế ơi, chuẩn bị cho chị nửa tấn bột nha. Với lại nước. Hôm nay tôi sẽ tắm bột cái phim trường này. Được. Để thể hiện cái tinh thần xả láng. Tôi ngồi chung với bạn tôi. Đúng vậy. Quy tụ trợ lý ra, nhật ra giữa cửa chị. Tôi muốn khán giả lên đạp. Ai là người xung phong lên đạp? Mời em. Mời áo kem. Mời tóc ngắn lên luôn. Lên đây đạp. Mời em. Thưa quý vị khán giả thân mến, chúng tôi làm cái gì làm vẫn là mục đích là phục vụ cho quý vị những tiếng cười. Ngày hôm nay khán giả tại điện quay vỗ tay nồng nhiệt vì đã dám lên thử thách luôn. Chương trình thành công cũng nhờ quý vị khán giả yêu thương. Và ngày hôm nay khán giả lên đến trường quay rồi, chúng tôi sẽ giữ lại tới giây phút cuối cùng. Quý vị luôn, cơ hội. Gì vậy? Hay quá. Ta nói rồi. Anh Luật anh không cản em là không bao giờ chị Dạ thoát được tay em. Dạ. Dừng lại, làm bây giờ dừng lại. Lại đây Dạ. Đừng thôi đi. Từ từ kìa, cái cách từ từ của anh kìa. Dạ. Dạ. Rồi, về. Đổi số. Rồi, đổi số. Đổi số.
Rồi. Rồi em giữ số. Rồi em giữ số. Trời ơi, sao tôi em chỉ ước mơ. Có sao kỳ vậy trời. Em chỉ ước mơ em gặp anh thôi, được ơi. Số 1 lên. Số 1. Đi luôn. Tôi thách em cầm á. Em cầm với tôi bay không đẹp nữa thôi luôn á nè. Giật đi Ngọc. Nè. Ủa mắc gì em gõ luôn vậy? Mắc gì em gõ tôi? Mục đích của em là vậy thôi đó. Bỏ cái micro ra đây. Dễ sợ nó bị bắt rồi mà nó gõ. Đứng bên này, đứng bên này. Tôi sợ, vô trong kia. Quay cái mặt qua đây, tôi sợ vô trong cái này nè. Ngân, em số mấy? Hỏi chi? Hỏi chi vậy? Số 2 lên. Trời ơi, sao đàn ông đi hoài vậy trời? Anh gửi gì? Số 3 lên. Số 1 lên. Số 2, số 3 về. Số 2, số 3 về kìa. Về thì không thèm trụng hả anh? Ê, tìm cách. Ủa đây à? Số 2 lên. Ủa đây à? Số 2 lên. Số 2 kìa, anh trụng đi. Trời luôn ơi, em ngon quá luôn, em ngon quá luôn. Ủa quên sao kêu về? Người ta về rồi, xong người ta lên lại. Về giá bộ luôn. Đang ta đi về mà ta lấy. Sao em còn ở bên này vậy? Trời ơi. Cái quần sao cái quần dài dữ vậy? Sao nhiều quá vậy anh? Sao, còn duyên nợ gì với nhau nữa không? Dừng vô màn hình LED nha. Anh làm gì? Tháo ra. Số 1 lên. Kê lót lót lót. Kê lót lót lót. Đi, thách luôn á. Kê coi chừng gõ đầu anh nữa Luật ơi. Coi chừng bé nọc nó gõ. Rồi, bây giờ là hết nước rồi thì Luật lấy nước ở ngoài chơi luôn. Cởi micro ra. Bé Ngọc đã giật cay cú anh Luật lắm rồi. Trời ơi là trời. Ba khối nước. Giám khảo có thể cho bé Ngọc thắng lần, cho bé Ngọc thắng lần đi. Rồi, số 1 về. Số 1 lên. Ê, người ta đúng rồi kìa. Số 1 đứng hình, số 2 lên. Nhanh, 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 nhanh. Hay quá. Hay quá. Mày phải liên lẹ, dứt quá. Đọc luôn, tiếp tục thua. Lại đây. Thả không ra, cửa cổ lên. Nhanh lên. Trời ơi, nó lồi kìa. Lại đây. Thả không ra. Sao? Giờ anh có muốn có duyên nợ gì với em nữa hay không? Anh thấy hôm nay trả đủ chưa? Hả? Anh muốn em làm lẹ đừng từ từ. Luật ơi. Cái gì đây? Rồi xong. Nữa không Luật? Nữa không? Rồi tất cả về. Lượt cuối cùng. 1, 2, 3 lên. Ai đụng ai cũng được. Ai đụng ai cũng được. Cảm ơn nha. Đụng ai cũng được. Cảm ơn nha. Ai cũng ai cũng được. Ai ơi. Ai ơi. Sao bò đi đâu vậy? Ngồi xuống đây. Như vậy là ai đụng ai cũng được. Có nghĩa là 3 số. 3 số này bị phạt. Vô. 1, 2, 3 phạt. Anh với em không có thù quán. Nhưng bây giờ sẽ thù quán. Chị Ngọc phạt em đi. Ngọc phạt em đi. Chị có bó đủ với anh. Trời ơi anh tẩy trang em. Trời ơi khán giả thấy mặt mọc em rồi. Chết rồi. Anh Luật có gì muốn nói không anh Luật? Anh đang lo.
thắng 3 lần mà thua 1 lần, cái mặt của Ngọc ác quá anh sợ. Rồi xong lưng. Chân mày, chập chân mày thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chân mày đúng rồi. Ngân không có chân mày rồi. Quá à. Lần đầu tiên khán giả cả nước sẽ được biết nghệ sĩ Lê Huỳnh Thúy Ngân thực ra là nghệ sĩ không có chân mày. Ôi ác quá à. Một ca một thôi, em tính là một ca hay gì. Anh hướng mặt về phía trước. Kỳ quá à. Anh Luật vẫn còn. Anh Luật con nè. Con nè. Nó rồi. Mặc dù là ở lượt cuối này đội Tiến Luật thua, nhưng mà tổng các lượt thì đội mình vẫn chiến thắng, xin chúc mừng. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.